Dạ Minh Nguyễn gửi lời chào thân thương đến tất cả mọi người, tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan về vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tính tới thời điểm hiện tại, hôm nay là ngày 14 tháng 9 thì đã 8 ngày trôi qua. Ở đoạn đường trước quán karaoke An Phú Bình Dương thì đã gỡ phong tỏa, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn canh giữ hiện trường để tiếp tục mở rộng điều tra những cái vấn đề mà có liên quan. Thì 32 người thiệt mạng trong cái vụ cháy này thì cơ quan chức năng đã xác minh được danh tính và bàn giao về cho người thân để lo hậu sự từ hôm ngày 11 tháng 9 rồi. Và hôm nay thì có những cái thông tin mới nhất, mình sẽ cập nhật chi tiết ngay sau đây. Có những cái câu hỏi trong vụ cháy karaoke An Phú nhiều ngày sau khi nhân viên thu ngân của quán karaoke An Phú vẫn lẩn quẩn câu hỏi vì sao hai người bạn thân cùng 30 nạn nhân khác không thể thoát ra ngoài. Hồi tưởng lại vụ việc, em Ngọc cũng như nhiều nhân viên có mặt ở quán khi đó không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, thống nhất về các yếu tố liên quan quy trình phòng cháy và chữa cháy. Đại diện chủ đầu tư quán karaoke nói hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định ngay từ lúc thi công. Về hồ sơ pháp lý, phòng cháy chữa cháy của quán cũng được quan chức năng đánh giá đã yêu cầu, kể cả trong lần tái kiểm tra gần nhất vào tháng 4 năm 2022. Nhưng sau tất cả những đánh giá ấy, khi sự cố xảy ra vẫn có tới 32 người thiệt mạng. Thiết kế mặt bằng báo cháy đã được phê duyệt. Quán có hai lối thoát hiểm đầy đủ báo cháy, đèn chiếu sáng thoát hiểm, chuông báo cháy và đầu phun tự động. Nhưng đến thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống báo cháy và chữa cháy có hoạt động đúng như thiết kế được duyệt hay không thì vẫn là một cái câu hỏi. Và sau đây là cái thông tin rất là quan trọng đây. Em nhân viên Ngọc này thì có hơn một năm làm cho quán karaoke An Phú nói chưa từng thấy quán xảy ra vụ cháy nào. Sự cố duy nhất là mất điện do cầu dao CB tổng tự động sập khi toàn bộ phòng hát đều hoạt động. Mỗi lần như vậy khách túa ra khỏi phòng la lối. Giá như hôm cháy cầu dao tổng sập, khách ra khỏi phòng phản ứng thì có khi mọi người đã sống. Đó là theo như cái chia sẻ của em nhân viên Ngọc làm ở quán karaoke đó chia sẻ lại. Và em Ngọc có chia sẻ thêm là Ngọc cố nhớ lại tối ngày 6 tháng 9 nhưng không trả lời được câu hỏi có hay không tiếng chuông cháy khi hỏa hoạn xảy ra. Tương tự, Phúc, nhân viên phục vụ là nhân chứng có mặt lúc khói lửa bùng lên ở tầng 3, cũng không thể xác định, anh chỉ nhớ lúc phát hiện khói đã cùng đồng nghiệp chạy đi báo cháy cho từng phòng. Và một cựu lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy có hơn 40 năm kinh nghiệm cho biết quán karaoke thuộc nhóm nhà phải có đầu báo cháy nhiệt và khói. Theo tiêu chuẩn, nguyên tắc hoạt động của hệ thống báo cháy này giống như cầu chì. Khi khói lan đến mức độ nhất định, tác động lên cảm biến của đầu báo khói hoặc nhiệt độ vượt quá ngưỡng, hệ thống báo cháy được kích hoạt. Chuông báo cháy sẽ reo vang. Của hệ thống này là tủ trung tâm báo cháy, nơi nhận tín hiệu từ các đầu dò cảm biến báo cháy. Theo vị chuyên gia trên, công trình chỉ cần đến 5-7 đầu báo là phải lắp đặt trung tâm kiểm soát. Đó có thể là chiếc tủ được đặt ở nơi có người ứng trực 24/24 giờ, như là một cái phòng bảo vệ đó. Trung tâm này sẽ tự phân biệt tình huống báo cháy giả và trong vòng 200 giây phải truyền tín hiệu đến các thiết bị âm thanh như còi báo động, đèn chớp nhằm cảnh báo người trong tòa nhà sơ tán. Nhìn vào trung tâm này, người điều khiển cũng sẽ biết đám cháy khởi phát từ đâu để xử lý. Tức là giả sử tầng 2 khởi phát cháy với lượng khói, lượng nhiệt tỏa ra đủ lớn sẽ kích hoạt hệ thống báo cháy cho cả tòa nhà dù không có ai ở đó để phát hiện. Thì theo thiết kế mặt bằng báo cháy do cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Dương cung cấp, quán karaoke An Phú có 173 đầu báo cháy tại tầng trệt 2 và 3. Như vậy, về nguyên tắc, quán này phải có tủ trung tâm báo cháy và phát cảnh báo nếu đầu dò cảm biến nhiệt và khói phát hiện bất thường tại tầng 2, nơi khởi phát đám cháy.
Tuy nhiên, lời kể của nhân chứng cho biết vụ cháy chỉ được phát hiện khi có người nhìn thấy khói từ tầng 3 và loan báo. Mặt bằng hệ thống báo cháy tầng 2 và 3 của quán karaoke An Phú. Đó là những cái vấn đề mà khi mà cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra về cái quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì phát hiện ra cái tình tiết về như là chuông báo cháy. Thì cái quán karaoke An Phú này, ở những cái thông tin trước thì mọi người cũng đã cập nhật biết, thì của một cái người chủ là ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức. 2021 thì đã sang lại cho ông Khải về hệ thống chữa cháy quản lý quán An Phú. Phạm Quốc Khải, tức là chủ quán sau này, 33 tuổi, nói vì khói đen đặc, anh không thấy nước xịt ra từ vòi, nước xịt tự động. Có cảm giác áo bị ướt, nhiều nhân viên khác cũng không xác định được. Một số chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu nạn tại hiện trường cho biết, trần nhà có đầu phun chữa cháy nhưng khó khẳng định nó có hoạt động khi vụ cháy xảy ra hay không. Giải thích thêm hệ thống chữa cháy này, vị cựu lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói thêm, thông thường hệ thống báo cháy tự động liên thông với chữa cháy khi nhiệt độ chạm ngưỡng kích hoạt. Ví dụ 68 đến 72 độ C, hệ thống sẽ tự động phun theo từng khu vực, cường độ tùy theo diện tích bảo vệ được thiết kế. Thời gian phun tối thiểu là 60 phút. Về hệ thống điện, thông tư 147 trên năm 2020 của Bộ Công an yêu cầu thiết kế phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn của quán karaoke là hệ thống báo cháy tự động phải có chuông đèn báo cháy và được kết nối để tự động ngắt điện, dàn âm thanh tại phòng hát khi sự cố cháy nổ xảy ra. Trong trường hợp chập điện, cầu dao CB tự động ngắt, nhưng vẫn phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động cho các dịch vụ an toàn như chiếu sáng khẩn cấp, thoát hiểm, bơm chữa cháy, hệ thống sơ tán, hút khói, v.v. Chuyên gia phòng cháy chữa cháy cho biết các công trình có CB tổng và CB từng khu vực. Khi xảy ra sự cố ở đâu thì CB khu vực ở đó sẽ tự ngắt điện trước. Sau đó đến một mức độ tùy theo thiết kế, cầu dao tổng sẽ cúp. Khi xảy ra sự cố, nếu hệ thống báo cháy hoạt động thì dàn âm thanh tại các phòng hát phải tự động ngắt, tức khách không thể hát tiếp nếu đã báo cháy. Đó là một cái tình tiết rất là quan trọng luôn. Đó là khi mà có cái sự cố thì sẽ ngắt luôn cái dàn âm thanh đó. Tức là khách không thể hát tiếp nếu đã báo cháy. Trong thảm họa ở An Phú, thời điểm sập CB cũng là chi tiết mà các nhân chứng có lời kể không thống nhất. Trong khi Ngọc nói thấy quản lý sập CB tổng sau khi phát hiện hỏa hoạn, thì người này lại phủ nhận và cho biết mãi chữa cháy nên không để ý. Khi đó cả hai đều đang ở tầng trệt của quán. Theo giám đốc công an Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên, khi nhân viên báo cháy, một số khách không tỉnh táo do uống rượu bia nên đã đóng cửa phòng tiếp tục hát. Điều này đặt ra nghi vấn điện của dàn âm thanh vẫn có trong phòng karaoke khi lửa đã lan lên tầng 3. Qua dữ liệu trích xuất camera và bằng chứng thu thập được, cảnh sát nhận định đám cháy khởi phát do chập điện tại La Phong ở tầng 2. Thời điểm đó tầng này không có người. Khi khói bốc lên tầng 3, nhân viên cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, xong thì bất thành. Đến nay, một tuần sau thảm họa, chưa có thêm kết luận nào khác được đưa ra. Thì đó là những cái thông tin mới nhất rất là quan trọng khi mà lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra thêm những cái vấn đề có liên quan. Thì trước đó thì cơ quan chức năng cũng đã khởi tố cái vụ cháy quán karaoke An Phú rồi. Thì thông tin của mình đến đây thì cũng xin khép lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, nhớ like cũng như đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo ạ.